Thụy hiệu là gì? Giải mã cách gọi đặc biệt qua từng thời kỳ lịch sử. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Thụy hiệu còn được gọi là hiệu bụt hoặc tên hẻm theo ngôn ngữ Việt Nam. Đây là một dạng tên hiệu sau khi qua đời trong văn hóa Đông Á đồng văn gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Chữ Thụy cũng có nghĩa là tên hẻm. Lúc người sắp chết, người khác đem tính hạnh của người sắp chết ấy so sánh, rồi đặt cho một tên khác để khi cúng dỗ khấn đến gọi là Thụy. Ta gọi là tên cúng cơm. Người được đặt Thụy hiệu thường là quân chủ của một triều đại, một quốc gia, nhưng cũng có một số người khác có công trạng hoặc như trong Phật giáo. Thụy hiệu cùng với miếu hiệu thường gắn liền nhau, vì cùng chung một tính chất là chỉ được đặt ra cho người đã qua đời, và mang tính lễ nghi cúng bái. Việc đặt Thụy hiệu đã có từ lâu đời, khởi nguồn từ nền văn minh Trung Hoa, và dần dần trở thành một tục lệ hiển nhiên trong văn hóa các nước đồng văn khác. Tuy nhiên, tuy cùng thời điểm nhưng cũng vài quốc gia lại không dùng, như nước Ngô và nước Việt thời Xuân Thu. Ngoài các quân vương, có nhiều thời kỳ Thụy hiệu còn dùng cho các quan lại đại thần, quý tộc, thậm chí hoàng hậu và phi tần. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thiên tử và hoàng hậu khi mới băng hà, chưa chôn vào Sơn Lăng, thì gọi là đại hành hoàng đế, đại hành hoàng hậu. Đến khi lăng tẩm đã yên, thì hợp bầy tôi bàn xem đức hạnh hay dở để đặt Thụy là mỗ hoàng đế, mỗ hoàng hậu, không gọi là đại hành nữa. Bắt đầu được sử dụng từ nhà Chu, Thụy hiệu có lịch sử 800 năm, lâu dài hơn miếu hiệu. Thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến nhà Hạ, nhà Thương, chưa có phép đặt Thụy hiệu. Vì Thụy hiệu được đặt cho những người quá cố, nó thường được đặt bởi người kế vị của người chết. Phép đặt Thụy hiệu thường do người sau căn cứ vào hành trạng của người trước để đặt cho một hay nhiều chữ phù hợp. Một số vua chúa không có Thụy hiệu, có thể vì người kế vị không chịu hay chưa có cơ hội đặt tên. Các vị vua có nhiều võ công thường được đặt Thụy là Vũ Đế, như Hán Vũ Đế, Tấn Vũ Đế, hoặc Vũ Vương, như Chu Vũ Vương, Sở Vũ Vương, hoặc Vũ Công như Tấn Vũ Công, Trịnh Vũ Công. Còn các vị vua nổi tiếng về giáo hóa được tôn là Văn Đế, như Tùy Văn Đế, Hán Văn Đế, hoặc Văn Vương như Chu Văn Vương, Sở Văn Vương, hoặc Văn Công như Trịnh Văn Công, Tống Văn Công. Đối với những vị vua độc ác thường được gọi là Lệ Vương hay Lệ Công. Ví dụ Mẫn Lệ Công là Thụy hiệu của vua quỷ Lê Uy Mục khi mới mất, sau này Lê Chiêu Tông mới đổi là Uy Mục, vua Ngu Tối thì đặt Thụy là U Vương hay U Công. Ví dụ như trường hợp của Chu U Vương và Trần U Công. Thời Chu, các vua chúa thường có Thụy hiệu ngắn một hai chữ, như Thành Vương, Uy Vương. Nhưng từ thời nhà Hán, các Thụy hiệu được đặt dài với nhiều chữ và do đó người sau khó nhớ hơn. Đường Cao Tổ Lý Uyên được tôn Thụy hiệu là Thần Nghiêu Đại Thánh Đại Quang Hiếu Hoàng Đế. Ở Nhật Bản từ thời kỳ Minh Trị, vua chỉ đặt một niên hiệu, sau khi qua đời niên hiệu này cũng trở thành Thụy hiệu của ông. Chẳng hạn như vua Mutsuhito, đặt niên hiệu là Minh Trị, sau khi qua đời năm 1912, ông được tôn Thụy hiệu là Minh Trị Thiên Hoàng. Các vua mất nước thường không có Thụy hiệu và cả miếu hiệu, như Mạc Mậu Hợp, Nguyễn Quang Toản, hay Thụy hiệu xấu như Ngọa Triều của vua Lê Long Đĩnh thời nhà Tiền Lê. Trường hợp này thường xảy ra với các vua các triều đại mất nước do chiến tranh, triều đại sau diệt triều đại trước không đặt Thụy hiệu cho vị vua mà mình giành ngôi. Một số trường hợp được đặt tên Thụy bằng Mạt Đế, nghĩa là hoàng đế cuối cùng, như Hậu Lương Mạt Đế Chu Hữu Trinh, Đông Ngô Mạt Đế Tôn Hạo. Một số trường hợp nhường ngôi trong hòa bình thực chất là ép nhường, các vua cuối cùng vẫn có Thụy hiệu như Hán Hiến Đế, Tào Ngụy Nguyên Đế, Đông Tấn Cung Đế, Lý Chiêu Hoàng. Triều đại không dùng Thụy hiệu, ngay cả khi phép đặt Thụy đã tồn tại là nhà Tần. Theo sử ký, Tần Thủy Hoàng cho rằng phép đặt hiệu bụt của nhà Chu là con bàn bạc về cha, bề tôi bàn luận về vua, thật là vô nghĩa. Do đó vua Tần bỏ phép đặt hiệu bụt mà tính theo số, từ Thủy Hoàng tới Nhị Thế, Tam Thế, tới Vạn Thế. Trong Phật giáo, Thụy hiệu là tên hiệu của người đã mất, vì cảm niệm đức hạnh của họ mà người đời sau truy tặng. Thông thường, Thụy hiệu được ban tặng cho các vị cao tăng, đại sư, bồ tát, quốc sư, thiền sư, hòa thượng, pháp sư, thượng nhân. Bạn nghĩ gì về chủ đề giải mã cung đấu lần này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!